Cái mục tiêu của bài này là các bạn phải mô tả được các cái loại tổn thương trong cơ thể chúng ta mà do rối loạn tuần hoàn gây ra, phân tích được cơ chế gây ra các cái tổn thương do rối loạn tuần hoàn. Và nếu đối với giải phẫu bệnh thì chúng ta nắm cái hình thái tổn thương, tổn cơ chế, nó sẽ có những cái bài riêng, những cái môn học riêng, nó sẽ giúp cho các bạn tìm hiểu sâu hơn, đó là cái phần sinh lý bệnh. Tuy nhiên thì chúng ta cần bước qua một tí nhé. Đầu tiên là phù. Thì có một bệnh lý liên quan đến cái bệnh lý này này, cái bệnh lý phù hay gọi là cái hội chứng phù, mà tự được người ta định nghĩa là gì? Đó là sự tích tụ các chất dịch bất thường ở trong mô đệm kẽ hoặc là bên trong tế bào của các cái cơ quan, các mô. Thì chúng ta phân biệt cái mô trong lòng mạch và mô ngoài. Thì cái mô bên ngoài lòng mạch đó người ta gọi là mô đệm, mô kẽ. Thì mà vì một lý do nào đó mà làm cho cái dịch nó ứ động nhiều hơn, tích tụ lại ở nơi đó, làm cho mất cân bằng giữa mô đệm và trong lòng mạch, thì gọi là phù. Còn trong bản thân tế bào cũng vậy, nếu tích tụ nhiều hơn cái lượng dịch cần thiết thì được gọi là phù. Thì về mặt bệnh học, chúng ta khi quan sát một cơ quan hay một cái tế bào sưng bị phù thì chúng ta sẽ thấy cái gì? Đó là gì? Đó là thứ nhất là cơ quan, nếu mà cơ quan bị phù á thì các bạn hình dung rồi, khi nó phù thì nó sẽ tăng được kích thước, phải không ạ? Thì như vậy là cơ quan bị phù sẽ có cái hiện tượng sưng to. Và dĩ nhiên là do nó ứ động dịch, cho nên là dĩ nhiên là khi mà về kích thước nó lớn lên thì dĩ nhiên cân nặng nó sẽ hơn, gọi là nặng hơn so với bình thường, và màu nó sẽ nhạt hơn. Đặc điểm nữa là ấn vào mọ chứ chúng ta thấy nó mềm, ấn mềm hơn, mật độ nó mềm hơn so với bình thường, và để lại cái vết lõm hằn sâu khi ấn. Thì đó là những cái đặc điểm về mặt khám lâm sàng, quan sát đại thể là chúng ta thấy bệnh nhân bị phù cơ quan đó. Và dịch phù gặp trong các quan thiên nhiên thì chúng ta không quan sát được. Dịch phù, đây là cơ quan bị phù nhé. Các bạn phân biệt hai cái phù. Phù cơ quan thì các bạn sẽ thấy là những cái hình ảnh trực tiếp. Còn phù mà dạng như phù dịch thì người ta gọi là dịch phù ở trong các cái quan, thoát dịch vào trong các quan cơ thể. Cụ thể đó là các cái màng của các cái cơ quan như là màng phổi, màng tim, màng bụng, màng khớp. Thì hiện tượng tích tụ các dịch ở trong các cái màng của cơ thể, cái quan thiên nhiên cơ thể một cách bất thường người ta gọi là tràn dịch hay là tụ dịch. Về mặt vi thể thì chúng ta cũng vi thể là chúng ta sẽ làm xét nghiệm tế bào học hoặc mô bệnh học nhé. Thì đối với trường hợp về mặt vi thể chúng ta lấy dịch phù ra thì chúng ta thấy cái dịch phù nó thông thường nó thuần nhất, đôi khi nó lấm tấm dạng hạt, chúng ta quan sát khi nhuộm. Còn bản thân mỗi tế bào bị phù nó sẽ kích thước nó sẽ lớn hơn, bào tương nó chứa dịch phù cho nên nó sẽ sáng màu hơn và có thể chứa từng hốc nhỏ tế bào ở trong bào tương cũng như là trong nhân. Nếu đối với nếu trường hợp đối với mô cái cơ quan có chứa mô bị phù thì chúng ta sẽ thấy một hình ảnh là các cái sợi liên kết nó sẽ bị tách giãn do ứ động dịch phù đi. Cái sợi, các thành phần sợi tách giãn, thành phần liên kết tách giãn do ứ động dịch phù đi. Thì người ta xét nghiệm thiên hóa thì mình sẽ thấy có hai loại phù ở đây, phù dịch thấm và phù dịch tiết. Phù dịch thấm và phù dịch tiết, khi nào là phù dịch thấm, khi nào là phù dịch tiết, và cái đặc điểm để phân biệt hai cái loại này, bản chất học như thế nào. Thì phù dịch tiết người ta gọi là dịch phù do trong con viêm, bệnh lý viêm thì nó tiết ra một cái lượng dịch vào mô kẽ được gọi là phù viêm.
nhé. Hay nói cách khác là hôm bữa chúng ta học bài viêm rồi, cơ chế của nó sẽ là tăng tính thấm thành mạch. Tăng tính thấm thành mạch làm thoát các thành phần huyết tương vào trong mô đệm, tạo hình tượng phù, và nó đi theo các thành phần của huyết tương, cho nên là khi bị dịch phù trong trường hợp này thì các bạn sẽ thấy có cái thành phần protein huyết tương đó. Nên khi ta làm xét nghiệm ra là chúng ta thấy giàu protein huyết tương đó. Và những chất dạng keo và cái đó lượng hàm lượng protein nó sẽ lớn hơn 3 gram/100 với cái tỷ trọng nặng là lớn hơn 1,020. Và trong trường hợp do có protein cho nên có thể có hiện tượng đông vón dịch viêm, phù viêm. Và trong dịch phù viêm khi xét nghiệm tế bào học quay ly trong cặn lắng chẳng hạn thì chúng ta sẽ thấy có nhiều thành phần tế bào đi theo. Thì thành phần tế bào đi theo đó có thể là đại thực bào, có thể là lympho bào, bạch cầu đa nhân, và nặng hơn là có thể có hồng cầu đó. Thì có nghĩa là về thành phần tế bào nó có. Đúng chưa? Ngược lại phù dịch tiết đó là phù dịch thấm. Thì phù dịch thấm là phù không phải do viêm các bạn. Phù dịch thấm là phù không do viêm, cơ chế của nó không phải do viêm, đúng chưa? Mà thông thường là do các cái thay đổi về huyết động làm tăng lực đẩy từ trong lòng mạch vào trong mô kẽ. Đó. Đó. Do thay đổi về huyết động làm tăng lực đẩy các cái thành phần từ trong mô đệm, từ trong lòng mạch vào mô kẽ. Thì các bạn hình dung được cái điều này không ạ? Nghĩa là lòng mạch nó bị tăng áp lực. Như vậy thì nó không có cái cơ chế tăng tính thấm thành mạch ở đây, cho nên các cái thành phần ở trong lòng mạch là nó không có đi theo, thông thường là vậy, rất ít. Cho nên khi định lượng protein thì chúng ta sẽ thấy là nghèo protein và những chất dạng keo, và người ta đo cái hàm lượng protein người ta thấy là nó bé hơn 35% với cái tỷ trọng nhẹ hơn. Vậy các cái thành phần protein tương nó không đi theo, cho nên là thông thường để lâu dịch nó không đông. Hiện tượng đông vón của dịch là do có sự hiện diện của protein. Và dĩ nhiên là những thành phần tế bào như hồng cầu, bạch cầu, đại thực bào là nó hầu như là không có ở trong dịch của dịch do dịch thấm. Đấy. Nói qua về sinh lý bệnh của phù. Đấy. Thì phù sinh ra do rối loạn những cái cơ chế điều hòa sự trao đổi dịch giữa khoảng kẽ và dịch ở trong lòng mạch. Đó. Bình thường dịch giữa khoảng kẽ và dịch trong lòng mạch. Trong lòng mạch thì đương nhiên là luôn luôn có dịch đi rồi, có các cái thành phần của huyết tương và các cái tế bào. Còn khoảng kẽ với một cái lượng dịch vừa phải để duy trì. Tuy nhiên do những cái bệnh lý khác nhau mà nó làm cho có cái sự rối loạn điều hòa sự trao đổi dịch. Điều hòa sự trao đổi dịch giữa lòng mạch và mô đệm kẽ hay là gọi là khoảng kẽ ngoài lòng mạch, và dẫn đến là sự thoát huyết tương, thoát thành phần dịch từ trong và các tế bào từ trong lòng mạch đi theo. Ngoài ra còn có tại cái mô bị viêm thì nó lại khác, mô không viêm thì khác. Đấy. Thì cái yếu tố bệnh sinh của phù được hình thành nên bởi hai cơ chế. Thứ nhất là áp lực, tăng áp lực thủy tĩnh. Đó. Thì áp lực thủy tĩnh này sẽ liên quan với cái sức móc của cơ tim và sức cảm của thành mạch. Và áp lực thẩm thấu chủ yếu là áp lực keo của huyết tương bởi ion natri. Chúng ta sẽ tìm hiểu các dạng phù và nó đặc trưng cho từng cơ quan. Đấy. Thì sẽ có các dạng phù như sau. Đầu tiên là phù tim á, các bạn khi khám bệnh nhân bị phù tim thì nó sẽ liên quan đến cái gì, hậu quả như thế nào và biểu hiện nó ra sao, khác gì so với phù do gan và phù do thận. Phù tim có nghĩa là phù do hậu quả của bệnh lý tim,
bệnh lý tim. Thì bệnh lý, rất nhiều bệnh lý của tim là dẫn đến tình trạng là suy tim. Chưa? Chứ không phải là suy tim nó tự nhiên mà có. Thì các bạn biết rồi, những cái bệnh lý liên quan đến dạng làm cho tim nó suy ấy, thì có thể là các bạn mong muốn bạn sẽ được học kỹ về bệnh học nội ngoại. Suy tim mới là do thông thường là cái van tim nó bất thường, nó hẹp, nó hở, dẫn đến là tim phải làm việc nhiều hơn, dẫn đến là cơ tim càng ngày càng suy, dẫn đến tình trạng là suy tim. Suy tim, hậu quả của suy tim dẫn đến phù tim là do tăng áp lực thủy tĩnh của huyết tương, ngoài ra phối hợp với tổn thương nội mạc mạch máu do thiếu oxy, tổn thương nội mạc máu do thiếu oxy, và kèm theo hiện tượng là thông thường là kèm theo hiện tượng sung huyết tĩnh. Cái này tới nữa các bạn sẽ được biết thế nào là sung huyết tĩnh, thế nào là sung huyết tĩnh. Dạng phù thứ hai là phù thận. Phù thận thì do áp lực thẩm thấu của huyết tương, do áp lực thẩm thấu của huyết tương bị giảm, hoặc là ứ động natri, hoặc cả hai. Thì các em biết rồi, khi mà natri ứ động thì nó lại kéo dịch về phù thận. Các bạn sẽ thấy là tức là dịch ở bên ngoài mô kẽ nó nhiều, nó sẽ có biểu hiện phù rõ mà các bạn khám nhìn. Phù và chúng ta ấn, chúng ta sẽ thấy nó để lại vết lõm, những vùng cứng đó để lại vết lõm. Phù gan là do giảm tổng hợp protein huyết tương, vì gan bị suy giảm chức năng, suy giảm chức năng, đồng thời kết hợp với là nhiều lý do dẫn đến trẻ. Đó, ví dụ như trong phòng phù thận được không? Nãy còn cô bị lát không nghe thấy chị không? Ủa sao lát được nhỉ? Thế nãy cô nói phù thận không nghe. Ý là hồi nãy cô nói phòng phù thận mà lúc được lúc không, không gọi là không rõ. Không rõ hả? Bây giờ nghe rõ chưa? Mạng cô mạnh lắm, không lát được hà. Lát thì được đâu. Do các bạn, chứ không phải mạng của cô nghe. Nếu mà lát thì mỗi sao tôi chỗ này má lát thôi nè. Phù thận thì có nói các bạn á, về cơ chế là nó giảm áp lực thẩm thấu của, hoặc là do ứ động natri, hoặc cả hai cái điều trên. Phù nó sẽ hiện bên ngoài. Bệnh thận ngay. Bạn ấn vào cái phần phía trên hốc mắt các bạn. Cô ơi, mạng cô lát lắm cô ơi, tụi em không nghe gì hết. Rõ lại chưa? Có được các bạn tính được tiếng mất không? Được rồi. Nghe rõ lại rồi cô. Ừ, do cái kết nối wifi ở nhà cô là nó có nhiều cái nhưng bây giờ nó vô cái yếu thì nó lại yếu, bây giờ vô cái mạnh nhất rồi nè, được chưa? Mà cô nói mà nó có hiện tượng thì các bạn phải báo ngay, biết chưa? Để cô biết cái cô nói thì cô không nghĩ là mình nói bị khó nghe. Đấy, bây giờ là chúng ta nói đến phù gan thì phù gan là do giảm tổng hợp protein huyết tương vì các tế bào gan bị suy, một chức năng của tế bào gan là các bạn biết rồi. Thì tổng hợp và protein huyết tương thì khi giảm tổng hợp protein huyết tương thì kèm theo là tăng áp lực thủy tĩnh do chèn ép nữa, thì một cái hiện tượng phù gan đó là các bạn sẽ thấy cái bụng bệnh nhân rất là to, bụng bệnh nhân rất to, người ta gọi là cổ trướng đấy, vì thoát dịch vào trong khoang màng bụng á, biết chưa? Đấy, dịch màng bụng. Còn ở thận thì nó lại ứ động ở mô kẽ, để các bạn thấy bệnh nhân sưng húp lên nhá, những húp mặt, húp tay, húp chân á, người ta gọi húp á, thì nó gọi phù thận. Thì mà các bạn ấn lại, ấn những cái vị trí đó, các bạn thấy để lại vết lõm. Còn phù khu trú á,
những cái trường hợp này nó dẫn đến bệnh, đặc biệt là phù thận, phù toàn thân này. Đó thì cái này mấy trường hợp này chúng ta phải khám ngay thì thận, chỉ định chức năng thận, làm sinh hóa thận và làm xét nghiệm sinh hóa thì ure, xét nghiệm chức năng thận là ure creatinine nhé. Còn phù khu trú là chỉ phù một địa điểm nào đó thôi, một vị trí nào đó thôi, ví dụ như phù một cái chi nào đó đấy. Thì phù cái này thông thường là phù tĩnh mạch do viêm tắc tĩnh mạch chẳng hạn, thì nó không lưu thông được mạch huyết dẫn phù, hoặc là do cái chèn ép bởi những cái nang của cái con ký sinh trùng đấy. Và đặc biệt là do ung thư u nó chèn ép dẫn ung thư, hoặc đi di căn vào mạch bạch huyết, mạch máu dẫn đến phù. Thì cái phù khu trú này tùy vào từng cái bệnh lý cụ thể và tùy vào cái nơi mà nó có những cái đặc điểm riêng. Còn riêng những cái phù này là mang tính chất toàn thân nhé. Đây là một hình ảnh, một số hình ảnh bệnh. Ôi, mất chia sẻ hình ảnh được cô. Đây là cái mặt trước cẳng chân này, gì? Trong hợp phù này. Thì các bạn sẽ khi ấn vào thì các bạn thấy không? Thì cái vết lõm để lại này. Thì đây chính là do phù do thận nhé. Đấy. Ngoài ra thì các bạn cũng sẽ thấy bệnh nhân phù ở mặt. Còn đây là một cái tình trạng ứ động dịch ở đâu đây? Các bạn biết cái này cái gì không? Giống gì đây không? Biết cái gì đây không? Cấu trúc của gì đây? Cấu trúc của cái gì đây? Cơ quan nào đây? Cô ơi, mắt chia sẻ màn hình rồi cô. Hả? Có thấy được không? Không thấy màn hình. Vẫn thấy á cô? Vẫn thấy á cô? Do bạn bị lát không thấy được. Ừ, đang chạy bình thường nên em phải xem lại máy móc của mình chứ sao. Cô là cô đang diễn biến rất bình thường mà các bạn làm cô giật mình đi. Cái này là phổi, các bạn nhớ không? Đây là các bắp phế nang nè. Thấy không? Thấy các bắp phế nang không? Đấy. Đấy. Đây là một cái phế nang mà nó còn chứa khí nè, các bạn thấy không? Hả? Còn mấy phế nang này có chứa gì đây? Chứa gì đây? Chứa dịch. Dịch nè, ngoài ra còn có chứa thêm thành phần gì nữa đây? Hồng cầu. Ý, bạch cầu. Thế các bạn, một bệnh nhân mà có phổi thế này thì sao? Thở sướng không? Đâu còn thở này đâu mà sướng nhỉ? Không thở luôn, khỏe khỏi thở. Đúng không? Đâu có thở nữa. Chỗ nào mà thở? Đấy, dịch như thế này, nó động dịch thế này, chỗ nào mà trao đổi khí nữa. Còn lại những cái phế nang như đi thì thở gì? Tại cái này là cái phổi cấp của bệnh nhân tử vong rồi đó nghe. Được chưa? Phù phổi cấp. Hoặc là phù phổi do suy tim. Được chưa? Đó. Còn mô kẽ nó phù, biểu hiện mô kẽ nó phù như thế nào? Thì các bạn thấy các cái sợi này, cái sợi liên kết này bình thông thường nó san sát nhau. Thì bây giờ do ứ động dịch phù ở trong lòng dịch, trong lòng cái mô kẽ này. Nguyên nhân là do hồi nãy cô giải thích các bạn rồi nhỉ. Thì các bạn sẽ thấy là các cái khoảng liên kết giữa các cái thành phần sợi nó bị thưa ra. Đó là do viêm. Hoặc do viêm hoặc là do không phải do viêm, được chưa? Cái hiện tượng thứ hai trong những cái bệnh lý về rối loạn tuần hoàn đó là sung huyết. Cái tình trạng sung huyết là cái gì vậy? Thì sung huyết đó là cái tình trạng ứ máu quá mức trong các mạch máu của một mô hoặc cơ quan. Thấy chưa? Sung huyết là tình trạng ứ máu quá mức trong các mạch máu mà mạch máu đó ở tại một mô hoặc một cơ quan nào đó. Bình thường lượng máu đến vừa đủ thôi, để đủ để cung cấp oxy, cung cấp dinh dưỡng. Khi cơ quá có quá nhiều máu tới đó thì được gọi là hiện tượng sung huyết. Như vậy là có quá nhiều máu tới đó nó do nhiều yếu tố gây nên. Và chúng ta hãy tìm hiểu nó có những loại sung huyết nào. Nó có những loại sung huyết nào. Thì á, trình bày các bạn đây hai loại. Đầu tiên là sung huyết độc. Sung huyết nha, chứ không phải là sung huyết nha. Cái này là sung đấy. Thì sung huyết động á, là hiện tượng tăng quá mức lượng máu vào hệ mao mạch do giãn nở các động mạch và tiểu động mạch, giãn nở quá mức những cái thành của động mạch và tiểu động mạch. Thì nguyên nhân á, thì thông thường là do tác động của các cái chất
trung gian hóa học trong viêm. Thì hôm bữa cô dạy các bạn bài nguyên một cái buổi sáng mà nó bài viêm, thì các bạn hiểu rồi vì sao có chất trung gian hóa học. Chất trung gian hóa học gồm những chất nào, tác động ra sao trên thành mạch như thế nào, dẫn đến giãn nở các cái tế bào nội mô thành máu. Đấy, thì cái này là thông thường trong viêm, viêm cấp tính hoặc kích thích của hệ thần kinh vận mạch, nó cũng dẫn đến là giãn nở các cái cơ trơn thành động mạch. Đó, dẫn đến là thành động mạch bị giãn ra và các cái khe giữa các cái tế bào nội mô nó giãn ra, chứ làm cho máu tới nhiều hơn. Đó. Thứ hai là cơ quan bị phù, bị sung huyết, là các bạn sẽ thấy cái màu đỏ. Cơ quan bị sung huyết động là có màu đỏ, sưng, người ta gọi là sưng to, sưng to. Thì cái này do phù. Dĩ nhiên khi sung huyết thì máu tới nhiều, thì máu tới nhiều thì dĩ nhiên phải thoát mạch, nó thoát mạch nó vào mô nào, mô đệm hay mô kẽ, mà để vào mô đệm mô kẽ thì gọi là hiện tượng phù mới hồi nãy. Và khi đó máu tới ở đây, nơi này toàn là động mạch hết, cho nên nhiệt độ tăng. Như vậy khi sờ vào cơ quan mà bị phù do sung huyết động, các bạn thấy này, sưng căng màu đỏ và nóng hơn. Ừ. Đấy, cùng vi thể thì cái cơ quan mà bị phù đó mà đem đi cắt làm mô bệnh học thì chúng ta sẽ thấy mạch máu nó giãn to ra, tế bào mô cũng sưng phồng, đôi khi kèm theo phù hoặc chảy máu ở cái nơi đó do cái hồng cầu thoát. Chảy máu là do hồng cầu thoát quản, cầu phù là dĩ nhiên là do các dịch ở trong lòng huyết tương thoát ra. Đấy. Hiện tượng thứ hai của sung huyết đó là sung huyết tĩnh các bạn. Thì sung tĩnh là cái tình trạng ứ máu trong các mao mạch, tiểu tĩnh mạch dẫn do cái chi? Do bị cản trở sự dẫn đưa máu trở về tim. Do sự cản trở của một cái yếu tố nào đó nó cản trở sự dẫn đưa máu trở về tim. Cho nên là cái cơ quan ở đó là máu, ở đó là máu nó không được trao đổi khí, nên là máu đỏ sẫm thẫm, máu thiếu oxy. Vùng mô cơ quan bị phù sẽ đương nhiên sẽ là bị sung huyết, đương nhiên sẽ có hình tượng phù, nhưng mà ở đây là phù tím sẫm, màu tím sẫm nó khác với phù do sung huyết huyết động. Nhiệt độ nó giảm, thiếu oxy cắt ngang thì ta thấy cơ quan đó có dịch máu đen chảy ra. Dịch máu đen bầm, máu chưa được trao đổi oxy. Và nếu cắt cái cơ quan đó hoặc là cái vùng mô đó thì chúng ta sẽ thấy là mạch máu giãn ra, dĩ nhiên là lòng nó rộng hơn và kèm theo hiện tượng phù và chảy máu ở mô kẽ. Đương nhiên là khi cái gì mà ứ động tới nhiều thì dẫn đến cái hiện tượng thoát ra ngoài. Thì nguyên nhân của sung huyết tĩnh thường là do chèn ép tĩnh mạch kéo dài, do khối u. Thì dẫn đến là sự dẫn lưu máu về cái nơi về tim nó sẽ bị cản trở, đúng chưa? Và máu ở đó là sẽ được không được trao đổi oxy và tổn thương thành mạch như trong trường hợp viêm tắc thành mạch, huyết khối thành mạch, suy trương lực các cái van tim hoặc là suy tim đó, đặc biệt là suy tim, đúng chưa? Như vậy hậu quả của sung huyết tĩnh sẽ làm tăng áp lực thủy tĩnh trong lòng tiểu tĩnh mạch và các cái vi mạch hay gọi là cái mao mạch đó, dẫn đến thiếu oxy và tế bào bị nuôi dưỡng cũng bị ảnh hưởng. Thì tôi ví dụ về một số trường hợp sung huyết và gây nên những cái bệnh lý lâm sàng đặc trưng. Ví dụ như là cái hiện tượng sung huyết tĩnh ở phổi thì cái nguyên nhân, cái cơ chế là mặc dù gọi là sung huyết tĩnh ở phổi nhưng mà bắt đầu từ cái quả tim của bạn nhỉ, quả tim. Thì thông thường bệnh nhân bị bệnh lý về van tim thì hay gặp nhất là bệnh hẹp van, các cái hẹp van mà đặc biệt là van hai lá. Bệnh nhân khi hẹp van hai lá thì cái việc mà máu đi qua cái lỗ van nó bị cản trở, cho nên là cái phần và tâm thất trái nó phải co bóp nhiều hơn đấy, mà nhiều hơn cho nên làm cho các cái cơ tim của cái cấu tạo của tâm thất trái nó phải to ra. Các bạn biết rồi, những bữa dạy các bạn là tim bình thường, tư cơ tim bình thường mà cơ tim bị suy như thế nào, do đây cái hiện tượng gọi là hiện tượng phì đại, do cái từng cái tế bào cơ tim nó to ra làm cho cái buồng tâm thất nó giãn nữa, nó to ra
Và khi nó làm việc mãi như vậy thì cái dĩ nhiên cái trương lực cơ tim nó sẽ giảm đi, gọi là tự suy tim, tùy mức độ nặng, nặng nhẹ. Ngoài ra còn tăng áp lực thành động mạch, có nghĩa là do xơ vữa mạch máu thì tim nó cũng sẽ có nhiều vá xơ, cũng hưởng đến cái tình trạng đấy. Thì trong hợp này thì máu tĩnh mạch phổi về tim bị cản trở thì làm phổi bị sung huyết, nghĩa là từ phổi không được lưu dẫn về tim hết, cho nên là máu ứ tại phổi. Khi đó phổi sẽ có màu nâu sẫm, phổi sẽ có màu nâu sẫm đó. Và dưới kính hiển vi thì ta sẽ thấy là các mao mạch ở phế nang, dĩ nhiên rồi mao mạch nó sẽ phân bố ở trên phế nang thì, và chúng ta thấy là các mạch ở trên vách phế nang nó giãn rộng và tổn thương tế bào nội mô lót lòng mạch phế nang, làm thoát các cái thành phần vào trong lòng phế nang. Như vậy là từ trong thành mạch trên thành mạch máu thoát các thành phần của huyết tương mạch máu, thì chúng ta sẽ thấy là đặc biệt là hồng cầu. Khi vào hồng cầu thì được các cái đại thực bào ở trên cái thành của phế nang nó thực bào, nó để lại cái sắc tố hemosiderin ở trong bào tương, cho nên các bạn sẽ thấy những tế bào đó mình ta gọi là những tế bào suy tim đó. Như vậy xuất phát từ nguyên nhân suy tim, cho nên ở bệnh lý phổi nhưng mà có tế bào suy tim. Hoặc một ví dụ nữa là suy sung huyết tĩnh ngữ gan thì cũng bắt đầu là suy tim phải, thì khi suy phải thì cũng làm cản trở dẫn lưu từ máu tĩnh mạch trên gan về tim đó. Thì lúc này là gan sưng to đỏ sẫm và các gan có ảnh hạt cao, gan hạt cao đó. Thì nó sẽ có cái hiện tượng là vì thiếu máu lưu dưỡng cho nên là nó sẽ phân bố ra thành các cái vùng, gồm các cái đám sẫm màu là từ cái vùng tĩnh mạch trung tâm tiểu thủy gan bị thiếu máu, ứ huyết. Ứ huyết là không được trao đổi khí, và không được trao đổi khí thì nó hoại tử. Xen kẽ vẫn còn những một số đám tế bào bình thường vẫn còn được nuôi dưỡng đó. Thì như vậy là có những vùng là đỏ hồng nhạt, đỏ hồng nhạt, và các bạn không biết là các bạn đã bổ cái hạt cao hay chưa, các bạn thấy mình nặng đó, người ta gọi là nặng gan hạt cao. Và các mạch máu lớn, đặc biệt mạch máu lớn nó giãn nữa, nó giãn nó kinh khủng do hiện tượng ứ máu, dẫn lưu máu từ tĩnh mạch trên gan về tim bị cản trở. Và dưới cái hiển vi cái hiện tượng chúng ta thấy là các cái mao mạch giãn rộng, ứ huyết đầy trong lòng, và cái vùng tĩnh mạch trung tâm bị thiếu oxy nặng hơn các khoảng cửa. Ở khoảng cửa vùng tĩnh mạch trung tâm sẽ bị hoại tử trước đó. Mà khi mà hoại tử thì bạn sẽ thấy gan sẫm màu, vùng sẫm màu sẽ ngỡ vùng nhạt màu đó. Khi mà làm mô bệnh học thì trong bệnh nhân cho chúng ta thấy ở bệnh nhân suy tim mà có thể là bệnh nhân đã tử vong rồi đó, người ta cắt phổi ra, người ta sẽ thấy những trường hợp mấy năm trước người ta mổ tử thi, nhưng bây giờ thì không có nữa. Bây giờ tình trạng suy tim người ta với những phương pháp mới điều trị thì người ta cũng có thể là thay van tim rồi, đỡ rồi, đỡ hơn nhiều so với những cái mấy chục năm trước đây là bệnh nhân tử vong do bị lấy tim. Những cái bệnh nhân bị bệnh lấy tim thì dẫn đến một loạt những cái hậu quả là thận, là tim, là phổi, là gan, bệnh nhân sẽ tử vong. Đấy, thì các bạn sẽ thấy là gì, đây là hình ảnh suy tim mà ảnh hưởng đến phổi, thì gọi là sung huyết tĩnh ở phổi xuất phát từ suy tim trái bạn nghe. Các bạn thấy đây là cái vách phế nang, bình thường cái phế nang nó không dày như thế nào, vì nó dày lên để chứa các cái mạch máu sung huyết ở trong đó, chứa các mạch máu sung huyết ở trong đó. Và các bạn thấy trong lòng phế nang á thì nó chứa những cái tế bào mà chứa cái sắc tố, các tế bào mà chứa sắc tố hemosiderin bắt màu đỏ này, thì đó là những đại thực bào sắc tố hemosiderin. Và người ta gọi những tế bào này là tế bào suy tim. Khác là cho các bạn thấy này, hình ảnh gan hạt cao thì bình thường gan nó đồng màu, nó mịt nhạt hơn. Bây giờ trường hợp này các bạn sẽ thấy là màu đậm, màu nhạt, đậm nhạt nó xen kẽ nhau, các mạch máu nó giãn rất là dữ dội. Thì trong trường hợp này các bạn sẽ biết đây là bệnh lý gọi là suy tim phải. Đấy. Thì dẫn đến hình ảnh gan hạt cao, và cái vùng hoại tử là cái vùng đậm màu, là cái vùng sát với mình tĩnh mạch trung tâm tiểu thủy. Đấy. Thì cái vùng thì ngoài ra thì một cái kết quả gan á, một cái trái gan, một cái cơ thể mà gan chúng ta thông thường nó phối hợp với nhiều bệnh lý khác nhau nữa, chứ bạn thấy là gan của người này á không những bị hình ảnh gan hạt cao rồi này, cái vùng này là cái vùng hoại tử này. Đó, vùng hoại tử này.
các mô mình học. Đây là đại thể, đây là vi thể, các bạn thấy này. Hình ảnh này là chỗ gần sát với tĩnh mạch, đây là tĩnh mạch trung tâm biểu thùy, đây là khoảng cửa này. Thì cái vùng này nó sẽ hoại tử trước. Còn những hình ảnh khác kèm theo như là gan có mỡ thì là bệnh lý có sẵn của họ không nhỉ? Hiện tượng tiếp theo là hiện tượng của cái rối loạn tuần hoàn, đó là chảy máu. Vì đang khi nào chúng ta gọi là chảy máu, khi nào được nghĩa là chảy máu và khi nào chúng ta khẳng định bệnh nhân này là có chảy máu, thì chúng ta phải hiểu rằng chảy máu khi có hồng cầu thoát ra khỏi lòng mạch thì được gọi là chảy máu. Thì nhiều tác nhân gây ra cái chảy máu này. Đầu tiên nguyên nhân mà ai cũng biết trơn thì đứt vỡ thành mạch do chấn thương, đứt vỡ thành mạch do chấn thương. Và chấn thương là rất rất nhiều nguyên nhân gây chấn thương, tai nạn, cãi vã, rồi tự vân vân. Đấy, bệnh lý thành mạch, phình mạch nó dẫn đến toát thành mạch, sơ vữa, viêm nội mạc, người gọi là viêm mạch máu. Còn bệnh lý về máu dẫn đến xuất huyết là chi? Thì những cái yếu tố, những cái bệnh lý làm giảm yếu tố đông máu, ví dụ như là bệnh xuất huyết giảm tiểu cầu, hoặc là bệnh sốt xuất huyết, hoặc là bệnh ưa chảy máu, hemophili. Và sẽ có các cái hình thái chảy máu. Chảy máu dễ dàng nhất là thấy chảy máu ra ngoài, chúng ta thấy luôn. Thì ví dụ như là tại nơi chấn thương xuất hiện máu chảy ra, quá dễ rồi để nói. Nhưng mà có những trường hợp là chảy máu thông qua cái đường, các cái khoang thiên nhiên của cơ thể chúng ta, như chảy máu đường tiêu hóa, chảy máu đường sinh dục, chảy máu đường hô hấp, chảy máu đường chảy máu đường hô hấp, thì chảy máu ra mũi nữa, qua thì chảy ra ngoài thấy được, gọi hiện tượng xuất huyết ngoài. Còn cái tình trạng xuất huyết thứ hai là xuất nội. Xuất nội nghĩa là máu thoát ra khỏi lòng mạch nhưng vẫn nằm trong cơ thể. Máu thoát ra khỏi lòng mạch nhưng vẫn nằm trong cơ thể, như là tràn máu màng tim màng phổi, đấy, xuất huyết dưới da, xuất huyết ở trong lọ, trong thành tiêu hóa của bạn. Thì cái mà chúng ta khẳng định về mặt giải phẫu bệnh đối với một bệnh nhân bị chảy máu, đó là chúng ta thấy hồng cầu nó thoát ra ngoài mô kẽ, hồng cầu nó thoát ra bên ngoài mô kẽ, thì hiện tượng đó người ta gọi là chảy máu các bạn nghe. Thì hậu quả của chảy máu thì nó cái hậu quả của nó là từ rất là đơn giản chẳng ảnh hưởng gì hết, đúng chưa, cho đến có thể là gây chết người, tùy vào cái vị trí, số lượng và bệnh lý gây chảy máu các bạn nha, cũng như là tốc độ mất máu nha. Thì ví dụ như là xuất huyết hay chảy máu nhanh và nhiều hơn, chiếm nhiều hơn 2% thể tích máu của cơ thể chúng ta, thì bệnh nhân sẽ tử vong do sốc mất máu. Thì rất nhiều những cái bệnh nhân tử vong kiểu như này, bệnh nhân bị chấn thương, những bệnh nhân bị rất là nhiều, ví dụ như là bệnh nhân bị bệnh lý về sản khoa, sản phụ khoa, hoặc bệnh nhân bị đang không vậy là phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ gì mà đau bụng dữ dội và chảy máu đường đạo, thì bệnh nhân nó có nguy cơ là chi, có thể là một cái thai ngoài tử cung vỡ đó, hoặc là xuất huyết do vỡ các cái u ở buồng trứng của bạn. Đấy. Rồi bệnh nhân sẽ tử vong trong trường hợp là chấn thương. Chỉ chấn thương, ví dụ như bệnh nhân bị chấn thương vỡ ra ngoài, chảy máu ra ngoài, thì dễ chúng ta có thể băng, chúng ta sẽ băng cầm máu. Hoặc là tùy trừ cái trường hợp là vỡ chấn thương vào những cái động mạch lớn như mạch cảnh chẳng hạn, phải có biết cách sơ cứu ban đầu và có kiến thức chuẩn thì mới giữ được mạng nha. Có trường hợp mà máy được thì bệnh nhân có thể là tử vong ngay tại đó vì số lượng máu mất điều quá nhiều. Đấy. Hoặc là bệnh nhân bị chấn thương bụng kính chẳng hạn, ví dụ như là bệnh nhân bị tổn thương vào lách, vào gan, thì hai cái cơ quan đó là những cơ quan rất là mềm và rất là dễ chảy máu. Cái tạng nó rất dễ bị vỡ vì chảy máu. Thì khi chảy máu thì nó tràn vào trong ổ bụng và không chảy ra ngoài, chúng ta không thấy được. Bệnh nhân mạch nhanh, huyết áp tụt, tím ngắt, bệnh nhân tử vong do máu chảy bên trong, chúng ta không biết được. Đó là chảy máu kín, gọi là chấn thương bụng kín chẳng hạn. Đó là chấn thương bụng kín, đó là cái cấp cứu ngoại khoa hay gặp.
với cùng một cái lượng máu mất đi, nhưng mà xuất huyết ở những cái vị trí, những cái cơ quan mà trọng yếu, thí dụ xuất huyết não thì bệnh nhân sẽ tử vong nhanh hơn nhiều so với xuất huyết dưới dưới da. Đấy, tôi thí dụ đây, đây một cái chảy máu, đây một cái não bệnh nhân mà đã tử vong, chúng ta làm tử thiết thì chúng ta thấy đây là những cái vị trí chảy máu, những cái vị trí chảy máu này có thể là do chấn thương hoặc là do tai biến máu não này, xuất huyết máu não, thì cái này chỉ cần một tí thôi là chết rồi, đây nó có nhiều khả năng là mình chấn thương. Còn đây là bệnh nhân bị xuất huyết do giảm tiểu tiểu cầu, bệnh nhân xuất huyết do giảm tiểu tiểu cầu, thì nó đây là chảy máu ở niêm mạc đường tiêu hóa. Cái tình trạng tiếp theo, cái bệnh lý tiếp theo đó là trong cái những cái rối loạn về tuần hoàn, đó là huyết khối. Thì huyết khối là gì? Huyết khối là có sự hình thành cục máu đông ở trong hệ thống tuần hoàn, xảy ra trong người thọ, người sống, xảy ra trên cơ thể sống thì mới được gọi huyết khối. Chứ nếu mà không xảy ra trên cơ thể sống thì không gọi huyết khối. Rồi huyết khối có thể sinh ra ở động mạch, tĩnh mạch, vi mạch hoặc cả vùng tim. Đó. Và đặc biệt cực kỳ nguy hiểm nếu xảy ra ở bụng tim. Lan đảo gì mà nó thấy gì à, và sẽ có hai cái tình trạng, đó là huyết khối lấp và huyết khối thành. Có hai tình trạng là huyết khối lấp và huyết khối thành. Là huyết khối lấp là nó sẽ lấp hoàn toàn cả lòng mạch buồng tim, thì cái điều này huyết khối lấp này rất là nguy hiểm quá, làm cản trở hoàn toàn sự lưu thông máu ở một cái nơi nào đó. Còn huyết khối thành có nghĩa là chỉ có một mảng huyết khối bám vào thành thôi, phần còn lại của cái nơi đó hay cái thành mạch máu đó vẫn còn lưu thông được. Và cái điều nguy hiểm là cái phần lơ lửng đó nó có thể là trôi bong đi, thì nó có thể dẫn đến là biết tắc một nơi có kích thước nhỏ hơn, nó sẽ đến một nơi nào đó với một cái mạch máu vừa vặn cỡ của nó, thì nó sẽ tắc tại đó, thì dẫn đến là lúc đó chúng ta mới biểu hiện cái bệnh lý mà chúng ta sợ nhất là cái bệnh gì, cái bệnh chị bạn biết không, đó là bệnh vành, mạch vành đó, và bệnh mạch mạch mà máu não, mà một cái khối nó sẽ trôi lơ lửng để bít tắc cái mạch vành, thì chúng ta bị nhẹ thì suy vành thôi, nhẹ thì dẫn đến tắc một phần, nhưng mà đã đến một vành thì nó lại qua quả tim, mà đến tim thì hầu hết cả bệnh nhân bị đột quỵ đó, và đến não thì chúng ta sẽ bị tai biến máu não. Nói chung là cả hai cái này đều nguy hiểm. Vì hình thái thì dựa vào thành phần cấu tạo của cục huyết khối mà người ta chia thành là cục huyết khối đỏ và cục huyết khối trắng. Cục huyết khối đỏ và cục huyết khối trắng. Đối với cục huyết khối đỏ thì ít gặp hơn các bạn, thì nó là một cục máu đông lớn, cục mạng lưới tơ huyết chứa hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu. Thì cái cục huyết đỏ này thực ra bệnh lý này nó rất là ít gặp. Nó chỉ gặp trong trường hợp bệnh trĩ sau khi mà tiêm thuốc sơ hóa đi điều trị thôi. Đó. Còn cục huyết khối trắng này là thường gặp trên lâm sàng hơn, chúng ta bệnh lý được trong cơ thể chúng ta hơn. Thì đối với cục huyết khối trắng này là các bạn sẽ thấy nó nhỏ hơn, trong mờ và dính. Đó. Thì nó sẽ bao gồm những đám tiểu cầu lẫn với sợi tơ huyết và ít bạch cầu. Cho nên nó sẽ tạo ra là cái màu nó nhạt hơn, người ta gọi là màu trắng luôn đó. Thì các tiểu cầu sẽ tự hủy và tạo thành khối dạng hạt và ư to. Đó. Và trường hợp thứ ba là cục huyết khối hỗn hợp đó. Thì cái cục huyết khối hỗn hợp này nó sẽ rất là hay gặp các bạn, rất là hay gặp, nó gồm ba thành phần: đầu, thân và đuôi. Đầu, thân và đuôi thì nó gồm một cái đám tiểu cầu gắn chặt vào thành mạch. Đầu của nó là một cái đám tiểu cầu gắn chặt vào thành mạch. Thì cái nơi xuất phát của cái đầu của cục máu đông này thì của huyết khối này á, là cũng là nơi những cái mạch máu nó bị tổn thương, thành mạch tế bào nội mô nơi đó bị tổn thương, trên tiểu cầu nó bám dính nó gắn vào đó, và thân của nó thông thường là vuông góc với thành mạch trong một cái khối lấp, nó vuông góc thì nó lấp hết toàn bộ lòng mạch luôn, chưa? Hoặc đôi khi song song với thành mạch trong huyết khối thành
đó. Nếu mà nó huyết khối lóc nó nếu mà nó vuông góc thì nó lóc luôn, còn nếu mà nó song song thì nó vẫn còn một nó dài ra thì nó không, nó sẽ bị là nó sẽ còn cái nơi mà để cho mạch máu nó lưu thông. Như vậy trong cấu tạo của nó sẽ có những cái vạch trắng là nơi chứa tiểu cầu, và những vạch đỏ là những cái hồng cầu, những sợi fibrin đi với nhau nha. Và cứ trắng đỏ xen vào nhau, xen nhau thì như vậy là người ta gọi là cái vạch gian. Vạch gian là những nơi mà chứa các cái đám tiểu cầu. Vạch đỏ là do tiểu huyết đông đặc nha. Đấy. Cùng đuôi của nó là cục máu đông. Cục máu đông. Và cục máu đông này rất dễ bị đứt ra, bị bơi lơ lửng trong lòng mạch do áp lực của lòng mạch tăng. Với áp lực của lòng mạch thì nó sẽ bung ra sẽ trôi. Mà nó trôi thì trôi lửng, cho nên những bệnh nhân mà cái những cục huyết máu đông này á, là đối với những hợp bệnh nhân mà bị vành nữa thì người ta rất là sợ, và người ta phải dùng cái người ta dùng thuốc chống đông thường xuyên luôn á để không hình thành cục máu đông. Huyết khối hình thành trong cái phình ở mạch chủ bụng, cái này thì thôi bệnh nhân không thể nào mà sống được ấy. Thì người ta bóc cái cục huyết khối này ra thì người ta làm xét nghiệm vi thể mô bệnh học đấy, thì người ta thấy các vạch này, vạch màu trắng này, vạch màu trắng, màu hồng, màu trắng, màu hồng xen kẽ với nhau, thì cái này người ta gọi là vạch gian. Các bạn đợi cô tí. Thì nguyên nhân xuất phát cái bệnh huyết khối này là gì vậy? Thì đầu tiên là chúng ta đi tìm hiểu về cái lòng mạch. Thì trong lòng mạch các bạn biết rồi, cấu tạo của nó sẽ có là các tế bào nội mô, là tế bào mà nó sẽ tiếp xúc với lại máu á. Thì các thành phần của máu thì tế bào nội mô là tế bào mà tiếp xúc trực tiếp nhé. Hình dáng tế bào nội mô thế nào các bạn đã biết rồi nhé. Thì tế bào nội mô bị tổn thương, khi bị tổn thương sẽ dễ bị bong ra hoặc tạo ra cái khe nứt. Thì cái tế bào nội mô bị tổn thương thông thường là xuất phát từ nguyên nhân nào các bạn biết không? Đó là bệnh lý sơ vữa động mạch hoặc là do độc tố của vi khuẩn. Sơ vữa động mạch là xuất phát từ những cái yếu tố trong máu là tác động thành mạch. Thì thông thường bệnh lý chúng ta gặp đó là do rối loạn lipid tạo những cái mảng sơ vữa lên thành mạch mà bám trực tiếp vào tế bào nội mô, dẫn đến là tổn thương tế bào, độc tố của vi khuẩn hoặc là phức hợp kháng nguyên kháng thể, chấn thương phẫu thuật. Hậu quả là tiểu cầu sẽ dính vào nơi mà có tế bào nội mô bị tổn thương, và dần dần tiểu cầu dính vào, tơ huyết dính vào hình thành nên huyết khối. Thứ hai là tăng tính đông của máu. Tăng tính đông của máu thì bình thường là có một cái sự cân bằng giữa yếu tố tạo đông và yếu tố chống đông, thì máu chúng ta mới lưu thông một cách bình thường. Khi chúng ta bị phẫu thuật hay là chúng ta nhổ răng hay là chúng ta bị đứt tay, là khi máu nó chảy ra thì chúng ta có những cái biện pháp khâu hoặc là để tự nhiên nó cũng có thể cầm được rồi. Tuy nhiên nếu vì một yếu tố nào đó làm tăng tính đông của máu hoặc là giảm các yếu tố tạo đông, hoặc thiếu yếu tố hoặc thiếu hụt các yếu tố chống đông thì dẫn đến là sự hình thành huyết khối. Ví dụ như là một cái ổ hoại tử và mô ung thư thì ở nơi đó nó thông thường nó sinh ra các yếu tố tạo đông máu đó. Và các yếu tố khác như là độ quấn của máu tăng sau chảy máu nặng, mất nước và bệnh, đặc biệt là bệnh lý đa hồng cầu nguyên phát dẫn đến rất là dễ bị tăng tính đông. Các bệnh lý nhiễm khuẩn, bệnh lý nhiễm miễn dịch, những cái bệnh lý miễn dịch làm tăng fibrin và fibrinogen, làm tăng cái tính kết dính của máu. Và yếu tố thứ ba cũng tác động làm cho dễ sinh ra cái huyết khối, đó là rối loạn huyết động học. Khi máu chảy chậm hoặc là ứ động thì dễ gây huyết khối, là vì cái tế bào máu nó sẽ gần nhau hơn, dễ kết dính hơn, tiểu cầu hoặc bạch cầu chạy sát thành mạch, làm
dễ bị tổn thương do thiếu oxy nên dễ có khả năng bám dính vào thành thành mạch. Một nguyên nhân khác nữa trong cái rối loạn huyết động học đó là chèn ép tĩnh mạch hoặc suy thành van tim hoặc là suy tim hoặc là bệnh nhân nằm bất động lâu ngày do chấn thương đấy, phẫu thuật vệ sinh đùi hoặc phẫu thuật vệ sinh cẳng chân vân vân, phẫu thuật vệ sinh đùi cuộc sống á. Trong trường hợp này thì bác sĩ thông thường họ kèm theo là các cái thuốc để chống đông máu nữa. Quả của huyết khối thì hậu quả của huyết khối thì có thể là cái vùng mô mà bị tắc với huyết khối đó nó sẽ chuyển thành mô liên kết canxi hóa, thì hiện tượng đó người ta gọi là hiện tượng mô hóa. Hiện tượng mô hóa tức là cái vùng mô khi tức là một cái mạch máu rất là nhỏ nào đó bị tắc do huyết khối, tắc hoàn toàn huyết khối thì nó sẽ dẫn đến là chi cái vùng mô đó không được nuôi dưỡng nữa và sẽ chuyển thành mô liên kết và canxi hóa. Nếu vùng mô bị tổn thương đó không trầm trọng, không là những cái cơ quan của mô trọng yếu nhé. Hoặc là hiện tượng thứ hai là nhiễm hóa dạng mũ vô khuẩn, thì trong trường hợp huyết khối lớn chứa nhiều bạch cầu thì bạch cầu giải phóng các enzyme tiêu làm lỏng tơ huyết, tiêu và làm lỏng tơ huyết, cho nên là nó sẽ chuyển thành cái dạng lỏng dạng dịch nhưng mà không có vi khuẩn trong đó. Và trong trường hợp có sự xâm nhập của vi khuẩn, có sự xuất hiện bạch cầu đa nhân thì gọi là nhiễm nhiễm hóa dạng mũ nhiễm khuẩn. Trường hợp này chúng ta phải điều trị, điều trị. Đấy. Và đặc biệt cái quan trọng nhất trong số những hậu quả của huyết khối này đó là sự di chuyển của cục huyết khối, sự di chuyển của cục huyết khối. Thì đối với cục huyết khối di chuyển trong hợp nào, khi dưới áp lực mạch máu thì một phần của cục huyết khối bị bung ra, thông thường phần đầu tách ra hoặc tách ra một phần hoặc tách ra toàn bộ và lưu chuyển trong dòng tuần hoàn đi khắp nơi trong cơ thể và dừng lại một nơi nào đó vừa vặn kích thước đó và của nó, và cái tắc mạch thì tắc ở những cái nơi mà chi hoặc là nơi đầu chi thì nó không ảnh hưởng nhiều, nhưng nó tắc ở buồng tim, nó tắc ở mạch vành hoặc tắc ở mạch não thì rất là nguy hiểm và sinh ra những cái bệnh lý như là đột quỵ nhé, rồi gì đó ta biết mỡ não thì trong đó là có gì xuất huyết não hoặc là gì đó là gọi là nhồi máu não. Nhiều mẫu não đấy. Hình ảnh mô bệnh học cho các bạn thấy đây là lòng mạch các bạn, lòng mạch thì đây là một cái cục huyết khối hoàn toàn đó chiếm hết cái lòng mạch, người gọi là huyết khối lấp ở thành mạch. Thì cái việc cục huyết khối này á nó sẽ được một thời gian nó sẽ được là tăng sinh mô sợi và sơ hình thành mạch máu, các mạch máu nhỏ hình thành. Thì lúc này là nó đang được mô hóa dần, mô hóa dần. Cái bệnh lý tiếp theo thì đó là tắc mạch. Thì tắc mạch huyết khối là khác, mà tắc mạch là khác. Thì tắc mạch là hiện tượng mạch máu nuôi dưỡng đột ngột bị lấp kín. Thì có liên quan gì đến huyết khối không? Sẽ có. Thì bị lấp kín do dị vật từ nơi khác đưa tới gây nhồi máu phủ tạng, nhồi máu phủ tạng. Nhồi máu phủ tạng, nhồi máu phủ tạng nghĩa là cái tạng đó bị thiếu máu nuôi dưỡng do tắc mạch. Thì nguyên nhân 99% là do nghẽn động mạch, 99% là do nghẽn động mạch, 1% là do dục mỡ hiếm gặp, tế bào ung thư gây tắc, tế bào ấu gây tắc, không khí gây tắc, 1% thôi. Thì một trong số những cái 1% này á mà gây tắc mạch á thì đó thực sự là những tai biến của điều trị y khoa. Còn lại thì những cái này là chúng ta biết rồi. Cái 1% này có tránh được không? Có tránh được không? Ví dụ như tế bào ung thư là chịu luôn. Khi mà ung thư nó gì cần thì là mà chịu bệnh nhân tử vong. Thì trong số những tử vong do ung thư trong đó có một phần là do tắc mạch, do tế bào ung thư nó di chuyển lên. Tế bào ung thư nó di căn mà, nó di căn theo lòng, nó di căn theo hai con đường, đường mạch máu và đường mạch huyết, thì nó có quyền đi của nó, đường đi đâu nó đi là nó gây tắc mạch, chuyện đương nhiên. Cái tế bào thứ hai, tế bào ối thì đâu, phụ nữ mang thai và sinh con, đúng không? Và tế bào ối này nó sẽ di chuyển trong trường hợp nào, trong cái quá trình mà chuyển dạ sinh con,
thì phụ nữ nào xui quá, siêu sẻ quá thì mới cứ bị tắc mạch do tế bào ối, mà tắc mạch tế bào do tế bào ối thông thường là tắc mạch phổi, thì bệnh nhân sẽ phù phổi cấp và tử vong. Một sản phụ đang chuyển dạ sinh con mà chết đột ngột thì thông thường là do cái lý do này, ngoài những lý do khác, do tai biến khác của sản phụ do mỡ, tắc mạch do mỡ thì mỡ này đâu ra mà tự nhiên nó tắc, nó phải liên quan đến phẫu thuật các bạn, liên quan đến chấn thương, bệnh nhân chấn thương hoặc là bệnh nhân phẫu thuật hay gặp nhất trong phẫu thuật, các vấn đề phẫu thuật liên quan đến thẩm mỹ, tôi ví dụ như là phẫu thuật hút mỡ, bơm mỡ, thì đó những phẫu thuật đó nó rất là, nếu không cẩn thận thì nó sẽ, nên vì giọt mỡ là các anh biết rồi, nó rất là, nó không tan và nó kích thước nó lớn tới mạch máu, mà nó tới mạch máu nó gây tắc, mà tắc mạch phổi, mạch não rồi bệnh nhân tử vong. Đấy. Và không khí ở đâu vậy? Không khí từ đâu mà ra? Không khí từ đâu mà ra? Đố ai biết? Đố bạn nào biết? Các bạn nào biết không? Vì sao có không khí ở trong lòng mạch? Đấy. Ai biết? Thường là thoại khả năng cao là lúc tiêm thuốc mà không giải phóng hết không khí thì không khí có thể đi vào lòng mạch. Đúng, chỉ một lý do duy nhất là chúng ta phải là khí từ việc tiêm thuốc mà thôi, duy nhất luôn, có cái khả năng nào khác đó. Cho nên một cái nguyên tắc bất kỳ dịch khi các bạn đi học các bạn học phần điều dưỡng á, thì các bạn được học phần tiêm thuốc ha. Đấy, bắt các bạn là bác sĩ nhưng bác học, các bạn đã học phần điều dưỡng thì các bạn học phần tiêm thuốc. Và cái ngày xưa là tiêm thuốc là các bạn đến bây giờ cũng vậy, tiêm thuốc thì người ta phải bơm. Như hiện tại tiêm chủng cũng vậy, người ta bơm thuốc vào, người ta phải sáo, phải xịt hết cái khí trong cái nòng kim, trong cái bơm tiêm và trong cái đốc kim ra, nòng kim ra. Chứ không thôi là bơm vào là khí vào trong lòng mạch, bệnh nhân sẽ tử vong, chưa? Do tắc mạch phổi hoặc là tắc mạch não. Đấy. Về giải phẫu bệnh của cơ quan phụ tạng bị tắc được gọi là cơ quan nhồi máu đỏ và nhồi máu trắng, các loại nhồi máu đỏ và nhồi máu trắng. Và sự hình thành các ổ nhồi máu này phụ thuộc vào tính chất của vật tắc, tính chất của mô bị tắc giàu hay nghèo huyết quản phụ. Như sự hình thành các ổ nhồi máu này phụ thuộc vào tính chất của vật tắc, tính chất của mô bị tắc giàu hoặc là nghèo huyết quản phụ, được chưa? Chúng ta sẽ phân biệt hai loại, nhồi máu đỏ và nhồi máu trắng. Thì đối với nhồi máu đỏ thì cái mao mạch bị lấp có tuần hoàn phụ, hay mạch máu bị lấp còn có tuần hoàn phụ, có nghĩa là nó không ảnh hưởng gì, và xảy ra các tạp sốt như phẫu lấp. Đây là cái dạng nhồi máu hay gặp, bệnh nhân sẽ thấy cái màu sắc của cái nhồi máu này là đỏ tím, hình nón cục và đỉnh quay về phía nơi bị tắc và đáy xoay ra ngoài. Và ổ và vi thể thì chúng ta khi cắt cái cục nhồi máu ra, những cái mô bị nhồi máu ra thì chúng ta sẽ thấy là ổ hoại tử có nhiều hồng cầu thoái hóa, thì được gọi là nhồi máu đỏ. Còn nhồi máu trắng là khi mạch máu bị tắc là mạch tận cùng, không có tuần hoàn phụ và xảy ra ở các tạng đặc như tim, thận, não, những cơ quan rất là trọng yếu. Nhưng rất may á, cái nhồi máu này là nó ít gặp và màu trắng xám hoặc vàng, hình ảnh mà nó cũng có hình nón cục là đỉnh hướng về phía bị tắc và đáy xoay ra ngoài. Và vi thể thì nó chứa rất là ít hồng cầu thoái hóa. Đó là phân biệt hai cái loại nhồi máu. Một loại nhồi máu là có tuần hoàn phụ là nhồi máu đỏ, nhồi máu trắng là không có tuần hoàn phụ, nhồi máu đỏ hay gặp hơn. Một cái cuối cùng, một cái bệnh lý cuối cùng trong cái rối loạn tuần hoàn đó là sốc. Thì để nói đến sốc là một trong những cái bệnh lý gọi là kinh hoàng nhất của điều trị trong mọi ngành, mọi lĩnh vực đều có thể gặp. Các bạn là bác sĩ, đã là bác sĩ thì ai cũng sợ hết. Đời làm nghề bao nhiêu năm, tôi làm nghề cũng mấy chục năm rồi, từ khi ra trường cho đến bây giờ thì tôi vẫn đang còn rất là sợ cái này. Đó, nó được xem như một tai biến y khoa luôn, tai biến y khoa mà rất là khó tránh. Và để xảy ra cái tình trạng này thì bệnh nhân rất là khó qua. Thật với bạn như vậy thì ta định nghĩa sốc là gì vậy? Cái gì mà nó kinh khủng vậy? Đó là tình trạng suy tuần hoàn cấp tính dẫn đến tình trạng huyết áp hạ
nhanh, tụt nhanh, tụt kẹt và không có huyết áp luôn. Mà cái điều này diễn biến rất là nhanh, chúng ta trở tay không kịp luôn. Và dễ, rất là dễ dàng những tử vong. Đó. Và những cái lý do, những cái tác động, những cái nguyên nhân của sốc thì rất là nhiều. Và cái yếu tố gây sốc nó là một những cái tác nhân cực kỳ mạnh tác động cơ thể. Đó, được chưa? Thì những cái sốc do chấn thương, sốc mất máu như tôi nói các bạn, thì bệnh nhân bị mất máu do chấn thương thì do bệnh lý về phụ khoa, sản khoa v.v. Ngoài ra là sốc phản vệ, sốc do nhiễm trùng huyết, sốc đương nhiên rồi nhỉ. Phẫu thuật cũng gây sốc, trong quá trình phẫu thuật không cẩn thận cũng gây sốc. Sốc tim là do nhồi máu cơ tim, bệnh nhân nhồi máu cơ tim đấy. Và cái mà chúng ta rất là lo sợ đó là sốc phản vệ. Sốc phản vệ sợ nhất. Những cái này là những cái bệnh lý nó diễn biến thì bệnh nhân chúng ta dùng hết sức chúng ta cứu nhưng mà không được thì thôi. Còn cái này á, là nó quy về xem thử chúng ta một bệnh nhân bình thường thôi. Bệnh nhân bình thường đến với chúng ta, ví dụ như trong ngành nghề làm đẹp, như là làm phẫu thuật thẩm mỹ, và là một bệnh nhân điều trị một cái bệnh lý nào đó, thì chứ nó nặng nề, nhưng khi vào điều trị thì bệnh nhân sẽ có tình trạng sốc, thì chúng ta sẽ đánh giá là những cái trường hợp nào. Một bệnh nhân á, sốc là do sốc thuốc tê hoặc là sốc do kháng sinh. Đấy. Thì đó là những cái rất là, nói chung là những tai biến y khoa chúng ta hầu như phòng chống được, đề phòng được. Và chúng ta luôn luôn khai thác bệnh sử bệnh nhân, tiền sử bệnh nhân. Khai thác cái gì? Chúng ta khai thác cái gì để mà chúng ta tránh? Mà liệu chúng ta tránh được không? Đấy, bây giờ là tôi thì làm ngày nào tôi cũng phải chụp thuốc tê, ngày nào tôi cũng làm, cũng thao tác bệnh nhân, cũng gọi là cũng làm kỹ thuật cho bệnh nhân. Và thuốc tê là một, giống như là một cái gọi là cái yếu tố không thể tách rời. Đấy, thì làm sao chúng ta tránh được các bạn? Đấy, các bạn có một cái ý kiến nào không? Có ý kiến nào để mà chúng ta có thể là tránh được cái tình trạng này không? Ai cho cô biết? Ở đây trong thuốc dạ. Em nói đi. Dạ thưa cô, em thấy sốc phản vệ có đôi khi người ta sẽ nói đến các trường hợp tiêm vaccine ấy ạ. Thì ví dụ như kiểu trước khi mình tiêm thì nhân viên y tế người ta sẽ khai thác cái bệnh sử của mình xem là trước đây mình đã có bị sốc hay là có bị dị ứng không ấy, thì người ta sẽ có lúc mà tiêm cho mình thì người ta sẽ cẩn trọng hơn. Và các cái trung tâm tiêm chủng người ta cũng sẽ chuẩn bị các cái adrenaline để mà phòng các cái trường hợp mà bị sốc phản vệ. Đó là một những cái mà chúng ta đang đối phó với cái tình trạng khả năng là sẽ xảy ra sốc phản vệ. Người ta khi người ta sản xuất vaccine, người ta đã tính hết cái khả năng tương hợp. Tuy nhiên rất ít nha, rất ít những trường hợp là xảy ra sốc. Cho nên người ta để hạn chế tối đa cái hậu quả là sốc thì người ta tập trung vào khai thác tiền sử như em vừa nói đúng. Đặc biệt là tiền sử về dị ứng. Vì trường hợp này là sốc này là do sự kết hợp kháng nguyên thể nó sinh ra. Thêm tí này nè, vì cái đây là một những cái chủ đề mà đã là vào ngành y thì các bạn phải, ai cũng phải biết, từ bác sĩ ra mặt đến bác sĩ tất cả các chuyên ngành khác nhau. Từ đó bác sĩ nội thì nguy cơ sốc cho bệnh nhân đó là khi chúng ta cho kháng sinh, đúng chưa? Chúng ta phải hỏi về tiền sử sử dụng kháng sinh, tiền sử ăn uống có dị ứng gì không, đúng chưa? Và chúng ta phải luôn luôn có một cái tủ thuốc điều trị sốc hay gọi là tủ thuốc cấp cứu. Tuy nhiên cứu được hay không á là một vấn đề. Chúng ta tuân thủ theo quy trình của cấp cứu sốc phản vệ,
và các mức độ khác nhau, chúng ta phải nhanh chóng đánh giá được tất cả bác sĩ các chuyên ngành đều phải làm được điều này, từ răng mặt cho đến bác sĩ các bác sĩ của ngành đa khoa nội ngoại sản nhi và tất cả các bác sĩ chúng ta lẽ đều phải làm được cái điều này. Sốc phản vệ là chúng ta phải điều trị, cho dù bệnh nhân không được cứu sống nhưng chúng ta làm đúng quy trình thì chúng ta không bị vấn đề gì về pháp lý. Còn nếu để bệnh nhân rơi vào sốc mà chúng ta không điều trị hoặc chúng ta xử lý không đúng thì chúng ta mới rơi vào vấn đề về pháp lý. Các bạn lưu ý rõ cho cô nghe nhá. Đấy, cho nên nhá, sốc chúng ta phải luôn luôn, cả một người thầy thuốc cũng phải biết điều trị sốc. Có những thuốc gì để điều trị sốc, điều trị như thế nào, đánh giá đúng sốc hay không. Đó là một vấn đề nha. Thì á như những cái trường hợp mà tiêm vaccine nhá, thì sốc sau khi đã điều trị đủ quy trình nhưng bệnh nhân không qua khỏi thì đây là một tai biến chấp nhận. Y khoa phải có một tỷ lệ tai biến nhất định. Không thể nào nói mà tôi điều trị hoặc tôi anh điều trị thế này là 100%, không có bất cứ 1% là không thành công nào. Cho nên người ta mới sao? Khi phẫu thuật, trước khi bệnh nhân vào phẫu thuật là phải người nhà và chính bệnh nhân phải làm thế nào? Đấy nhá, các bạn phải ký cầm đồ nhá. Ký cầm đồ mới làm, chứ không ai mà trách nhiệm thuộc bác sĩ hết. Cái đó là do cơ thể của anh. Cơ thể của anh nó không tương hợp với, ví dụ như vaccine vậy, hoặc thuốc tê. Mặc dù á, y khoa hiện đại bây giờ người ta đã tìm kiếm những cái loại thuốc, người ta đã sản xuất, người ta ra được loại thuốc cực kỳ hiện đại tiên tiến rồi, tránh nguy cơ tối đa những cái dị nguyên có thể gây sốc cho bất kỳ một cơ thể nào, nhưng hiếm gặp hàng một phần triệu, một phần triệu, một phần ngàn rơi vào cái tình trạng đó thì coi như là cái số phận xui xẻo. Nhưng chúng ta phải làm đúng quy trình điều trị sốc đó. Thì khi một bệnh nhân bị sốc, đầu tiên chúng ta phải đi, đầu tiên là cái mạch và cái huyết áp bệnh nhân là chúng ta phải đo nè, đúng chưa? Huyết áp không đo được, mạch bắt không được thì đó là sốc, đó là sốc đó. Và khi bệnh nhân bị sốc và tử vong thì chúng ta mới làm tử thi, thì chúng ta thấy mọi cơ ta quan phủ tạng đều tổn thương như nhau, đó là phù nề. Phù là xung huyết và xuất huyết đó, rất là nặng nề. Đấy, cho nên là đã là một bác sĩ y khoa thì chúng ta phải, tôi nói các bạn có nghe không? Có. Tưởng nói các bạn không nghe nữa, là chúng ta phải hết sức đề phòng cái này nhỉ. Rồi, cái bài này xong, chúng ta sang bài tiếp theo nhỉ.